nước phía sau này, này nó không phải là chảy ra từ đây đâu các bạn nhé, mà nó chảy ra từ bên trong này, này. Đây các bạn tháo ra thì mình nhìn thấy cái chỗ mà nó chảy ra đây này. Xin chào tất cả anh em nhé. Nhiều anh em thì hỏi mình là cái khay nước ở phía sau tủ lạnh mà nó đầy ấy, hay nó có nước thì nó có vấn đề gì không? Đó thì đây nó có nước đây các bạn. Và nó chảy ra từ đâu? Thì thứ nhất là cái nước phía sau này, này nó không phải là chảy ra từ đây đâu các bạn nhé, mà nó chảy ra từ bên trong này, này. Đây các bạn tháo ra thì mình nhìn thấy cái chỗ mà nó chảy ra đây này. Đấy các bạn nhìn thấy nó chảy ra từ cái núm này nhá. Đó, và khi nào thì nó chảy? Thì khi mà cái điện trở cái tủ phía trên tủ ấy, nó chuyển sang cái chức năng xả tuyết thì nó sẽ chảy nước xuống đây. Và khi nó chảy như vậy thì ở đây nó sẽ nhiều nước, và có cần phải đổ cái nước ở đây đi không? Thì về cơ bản thì cái nước ở đây chúng ta không cần phải đổ các bạn nhé. Bởi vì cái nước ở đây là nước mát từ trên cái ngăn đá nó chảy xuống khi mà nó xả tuyết ấy, thì nó mới chảy ra đây. Và cái máy nén này, này thì thường là nó rất nóng, bởi vì tủ lạnh thì nó chỉ có một chiều thôi. Thì cái máy nén này nó nóng này mà nó bốc hơi lên đây, nó làm cho cái khay này nó tăng nhiệt độ lên và nó bốc hơi nước đi. Cho nên là về nếu tủ lạnh hoạt động bình thường thì người ta đã tính toán cái khay này nó có thể đựng được mà hết cái lượng nước mà nó xả từ trong ngăn đá ra. Chính vì vậy mà nó sẽ không tràn ra ngoài, vì khi mà đầy ở cái ngăn trong này này thì nó sẽ tràn ra đây và nó sẽ nóng và nó bốc hơi. Cho nên là cái này các bạn không cần phải đổ thường xuyên nhé, nó cũng không cần phải đổ đi. Và nếu nó chảy ra ngoài thì các bạn xem lại xem nó có bị vỡ không. Có thể là bị vỡ nó cũng dẫn đến cái tình trạng là cái nước nó sẽ bị chảy ra ngoài. Thì về cơ bản cái nước này nó tốt các bạn nhé, nó sẽ góp phần là giải nhiệt bớt cho cái máy nén, vì máy nén này thường là rất là nóng. Đó thì đây là một cái khay hứng này, không cần phải đổ nhé, nhắc lại các bạn là không cần phải đổ, và nước ở đây là nước mát và nó cũng không tràn ra, vì nếu mà nó tràn ra thì là tủ có vấn đề đấy các bạn nhé. Nếu mà nó tràn cái nước này nhiều quá tràn ra ngoài thì đấy là cái tủ của chúng ta nó đang có vấn đề về xả tuyết, xả đá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.